Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau vụ tê liệt giao thông ngày hôm qua ở Vũ Hán và lũ tàu điện ngầm như thác nước, nhiều nơi ở Nam Kinh đã bị ngập lụt nghiêm trọng vào ngày hôm nay. Một số giao thông bị gián đoạn và các chuyến tàu cao tốc bị đình chỉ. Thị trấn Tam Hà, thị trấn nghìn năm tuổi ở tỉnh An Huy, mấy ngày nay hứng chịu lượng mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, có thể lặp lại thảm họa diệt vong của hơn 30 năm trước. Trong tuần qua, các khu vực dọc trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phía đông Tây Nam đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục bao gồm Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Giang Tô và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng và 140 con sông trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Nhiều tuyến đường ở Nam Kinh tắc nghẽn, đường sắt cao tốc ngừng hoạt động. Sau Nam Kinh, Giang Tô hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi trong thành phố bị ngập lụt vào ngày hôm nay và nhiều khu dân cư bị ngập lụt bao gồm khu vui chơi A Trung, Trúc Lưu, Nam Nguyên và khu biệt thự Trúc Lưu mới ở khu vực Tây Sơn Kiều của Nam Kinh, nước ngập tương đối sâu khoảng hơn 1 mét. Sau khi hàng chục tuyến đường bị ngập nặng, giao thông bị gián đoạn, các phương tiện không thể di chuyển, không thể xuống dốc từ quốc lộ. Một số ga tàu điện ngầm trong đó có ga Trung Hoa Môn của Nam Kinh Metro tuyến 1 và Minh Pháp Plaza của tuyến 3 bị ngập nước và không thể hoạt động bình thường, khiến một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt. Ngoài ra, tất cả các tàu cao tốc ở Nam Kinh đều bị sập, ảnh hưởng đến hơn 20 chuyến tàu đường sắt cao tốc. Sáng hôm qua, ký túc xá và khu vực sinh hoạt của Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh đã bị ngập lụt do lũ từ núi Tử Kim. Mực nước tại trạm núi Đông Tân Hoài đạt 11,43m vào lúc 6 giờ sáng qua, vượt xa mực nước cảnh báo là 8,5m. Đại học Hồ Hải nằm ở trung tâm Nam Kinh bị ngập lụt nghiêm trọng. Các sinh viên nói đùa rằng hết sông biển, bạn ở sông Hồ. Kính thưa quý vị! Trấn Tam Hà, tỉnh An Huy là một thị trấn nổi tiếng với lịch sử 2.500 năm, được gọi là thị trấn Tam Hà vì nó được nối với sông Phen Lê, sông Xeo Nan và sông Khang Bu. Phương tiện truyền thông lưu tiết lộ rằng những trận mưa liên tiếp đã khiến nước ở sông Hong Bu lân cận nước dâng sâu 4-5 mét, gần như ngang bằng với bờ kè. Do lượng mưa lớn liên tục ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, mực nước của hồ Chao Hu và các phụ lưu của nó là sông Phen Lê, sông Hang Bu và sông Si Hê đã vượt qua mức cảnh báo và nước sông vẫn đang dâng cao và đập đất đang trong tình trạng khẩn cấp. Do không chịu được ngâm lâu trong nước nên nguy cơ vỡ đê bao rất cao. Gần đây, chính phủ đã vận động từng nhà yêu cầu cư dân ở dưới tầng 3 trong thị trấn rời đi. Chính phủ sẽ cung cấp chỗ ăn, ở, ước tính sẽ có hơn 6.800 người cần được chuyển đi. Vào đầu giờ chiều hôm thứ Ba, một đoạn bờ kè tại cầu San Chian ở thị trấn Sang Hê có nguy cơ bị sập. Bờ kè hiện đang được túc trực 24/24 giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của gần 100.000 người dân ở phố Sang Hê, cả các dân cư ở các khu vực xung quanh. Hơn 30 năm trước, thị trấn Tam Hà bị lũ lụt tấn công, cả thị trấn chìm trong biển nước. Tại trang trại hổ cá sấu ở huyện Vu Hồ, tỉnh An Huy, một số trong số 92 con cá sấu bị nuôi nhốt trong đầm lầy rộng 40 ha đã sổng chuồng do lũ lụt gần đây. Hiện đã bắt được 5 con, nhưng chủ trang trại không biết chính xác bao nhiêu con đã rời trang trại. Anh giới thiệu với Lu Media rằng đêm thứ Bảy, do nước lũ dâng cao quá, hàng rào kẽm gai được gia cố đã bị ngập hơn 1 mét, khiến một số con cá sấu trốn thoát. Các quan chức yêu cầu phải dựng các biển báo an toàn gần các trang trại nơi cá sấu có thể xuất hiện. Hiện đã thành lập một nhóm có hơn 30 người để tìm kiếm cá sấu trong 100 hectare nước gần đó. Kể từ hôm thứ Ba, các khu vực dọc trung và lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phần phía đông của Tây Nam đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Caixin.com, tính đến trưa thứ Bảy, tổng cộng 140 con sông trên cả nước có lũ trên mức cảnh báo, 40 con sông có lũ vượt quá giới hạn an toàn, 13 con sông và 17 trạm xung quanh mạng lưới sông Thái Hồ ở Giang Tô có lũ vượt mức lịch sử.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, tính đến thứ Tư, có 1.192 quận thuộc 26 tỉnh trên cả nước bị thiên tai lũ lụt, làm 2.942.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 32,82 triệu nhân khẩu bị ảnh hưởng và 1,48 triệu nhân khẩu bị mất nhà, 186 người chết, 45 người mất tích, 56.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, những ngày qua, mưa xối xả tiếp tục đổ xuống các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc, gây lũ lụt ở nhiều nơi, đe dọa trực tiếp đến đập Tam Hiệp. Vào sáng sớm hôm Chủ nhật, lũ lụt và lở đất bùng phát ở huyện Đan Bá, Tứ Xuyên, thượng nguồn đập Tam Hiệp, nhiều video trực tiếp gây sốc, nơi nhiều ngôi làng biến mất trên đường đi của dòng lũ dữ dội. Lở đất cũng nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng, nhưng truyền thông lù nói rằng chỉ có 2 người mất tích. Mưa lớn tiếp tục ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương vẫn phát cảnh báo màu vàng mưa dông. Tính đến thứ Sáu, theo thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 8,52 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 24 tỉnh và thành phố, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu và Trùng Khánh, và thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 20,6 tỷ nhân dân tệ. Vào sáng sớm ngày Chủ nhật, lũ lụt và lở đất bùng phát ở huyện Đan Bá, Cam Tư, Tứ Xuyên, thượng nguồn đập Tam Hiệp. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, tại Mai Long Câu, trấn Bản Phàm Môn, huyện Đan Bá, sông Tiểu Kim Xuyên đã bị chặn bởi lở đất và tạo thành một hồ chắn. Theo Ban Tuyên giáo huyện ủy Đan Bá ở Cam Tư, Tứ Xuyên, hồ đập đã bị vỡ và tràn bờ, nước sông chảy về hạ lưu, nhà cửa và trạm điện trong làng bị nhấn chìm và cuốn trôi. Hiện hơn 20.000 người đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Dương Hòa, một người dân làng ở Mai Long Câu cho biết, vụ lở đất xảy ra lúc 3 hoặc 4 giờ đêm và anh bị dân làng đánh thức khi đang ngủ và nói rằng vụ lở đất đã xảy ra. Được dân làng nhắc nhở, anh đã kịp thời bỏ chạy, sau đó làng bị sạt lở nhấn chìm. Ngoài Mai Long Câu, các ngôi làng ở hạ lưu sông Tiểu Kim Xuyên cũng bị ảnh hưởng bởi hồ chắn sóng. Nhân viên Ban Tuyên giáo huyện ủy Đan Bá cho biết, hồ chắn sóng đã khiến đường ở đoạn Lan Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra ở làng An Trường Trại ở Lan Thủy Loan. Đến 12 giờ cùng ngày, hồ chắn Mai Long Câu bắt đầu bị vỡ và tràn bờ. Dòng sông chảy xiết về phía hạ lưu và dòng sông gần làng An Nhân Gu ở hạ lưu đã cuốn trôi những ngôi nhà trong làng và những con đường dọc đường. Tổng cộng khoảng 1,7 km đường bị cuốn trôi, nhà máy điện Mê Linh Cu bị cuốn trôi và nhà máy điện An Tưởng Trại bị đe dọa. Vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm đó, trận lở đất ở huyện Đan Bá đã đi qua 10 địa điểm, phá hủy khoảng 22 km đường và khoảng 30 km bờ sông. Hầu hết hoa màu của dân làng đã bị phá hủy hoàn toàn. Liên quan đến thảm họa, các phương tiện truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu chỉ đưa ra những tuyên bố nhẹ nhàng. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết có nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà ở ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công và 2 người khác đã mất tích. Tuy nhiên, qua những hình ảnh trực tiếp mà cư dân mạng đăng tải, thảm họa thật kinh hoàng. Với dòng nước lũ khổng lồ từ thượng nguồn đổ xuống, bất cứ nơi nào dòng lũ đi qua, những ngôi làng đó sẽ biến mất và lở đất bất ngờ phun trào từ đỉnh núi đã chôn vùi trực tiếp nhiều ngôi làng. Vẫn chưa biết có bao nhiêu dân làng đã chết trong khi ngủ. Một số cư dân mạng đăng video nói rằng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, thượng nguồn Tam Hiệp bị ngập lụt, một hồ chứa nhỏ bị sập, đập Tam Hiệp gặp nguy hiểm. Hiện trường sau vụ vỡ đập chứa nước Đan Bá ở Tứ Xuyên, toàn bộ ngôi làng bị phá hủy. Một cư dân mạng khác cho biết vào lúc 3 giờ 40 phút sáng Chủ nhật, một con đập ở Tứ Xuyên bị vỡ, lũ đi đến đâu, hai ngôi làng biến mất ngay lập tức. Hơn 20.000 người được chuyển đi và 2 người mất liên lạc. Hôm Chủ nhật, sông Tiểu Kim Sa ở Đan Bá, Tứ Xuyên đã bị dòng mảnh vụn trong một khe núi chặn lại thành một hồ đập. Hồ đập chứa hàng chục triệu mét khối nước. Đến trưa, nước sông tràn qua đập, lũ bắt đầu ập xuống hạ lưu dữ dội. Một số cư dân mạng cũng lo ngại về lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nam Trung Quốc và lở đất ở huyện Đan Bá, Tứ Xuyên, chôn vùi các ngôi làng trong thung lũ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu dân làng thiệt mạng. Một số cư dân mạng đã đăng một video nói rằng trận lũ đổ xuống và phá hủy những ngôi làng trên đường đi. Nhiều ngôi làng gần như bị san bằng. Trong số đó, sau trận lụt ở Ai Nang Ku, quận tự trị Tây Tạng, Granje, Tứ Xuyên, toàn bộ ngôi làng chỉ còn lại 15 ngôi nhà. Tuy lũ lụt và lở đất xảy ra ở huyện Kanji Đan Ba, Tứ Xuyên, nhưng nhiều người dân lo lắng nhất hiện nay là vỡ đập Tam Hiệp. Trước đó, nhà kinh tế độc lập Crow Mountain Review đã đăng Twitter một đoạn video nói rằng
một khu vực sạt lở đất rộng lớn đã xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Sự dịch chuyển của thảm họa ngàn năm này ngày càng gia tăng, rất có thể xảy ra sự cố vỡ đập. Chỉ là nếu cứ như vậy thì Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ lại bị ngập lụt. Trong video, cảnh sạt lở đất đá do lũ quét vô cùng kinh hoàng. Cùng thời điểm này, năm ngoái, một số người dùng Twitter tiết lộ đập Tam Hiệp đã bị biến dạng và có nguy cơ sụp đổ. Đồng thời cảnh báo nếu đập Tam Hiệp sụp đổ, một nửa Trung Quốc sẽ bị tàn phá, Đảng Cộng sản Trung Quốc và những nước lớn, gia đình cũng sẽ tan nát. Tin tức đã thu hút sự chú ý quan tâm của cư dân mạng trong và ngoài nước, nhưng các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó lập luận rằng đập Tam Hiệp thực sự bị biến dạng nhưng ở trạng thái co giãn. Khi lũ lụt nghiêm trọng như ngày nay, một số người phát hiện ra rằng đập Tam Hiệp nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và không thể chụp ảnh đập Tam Hiệp từ trên không. Thế giới bên ngoài không có cách nào biết cụ thể. Năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp kiên cố và có thể chịu lũ một lần trong vạn năm. Năm 2007, đổi tên thành Ngăn Lũ Thiên Niên Kỷ. Năm 2008, người ta gọi nó rằng nó có thể chống lại trận lụt ngàn năm có một. Năm 2010, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập Tam Hiệp có thể chịu được cơn lũ 20 năm mới có một lần. Có thể được mô tả là thay đổi lặp đi lặp lại. Vào thời điểm đó, CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia cho biết khả năng kiểm soát lũ của Tam Hiệp là có hạn, vì vậy đừng đặt tất cả hy vọng vào con đập. Với tình hình lũ lụt ở phía Nam, dư luận lo ngại về khả năng chứa và thoát lũ của Tam Hiệp, cũng như tác động đến khu vực xung quanh và nguy cơ khủng hoảng tiềm tàng của Tam Hiệp. Tiến sĩ Wang Weilu, một chuyên gia về đập Tam Hiệp, từng kết luận rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, 700.000 người sống ở Nghi Sương bên dưới sẽ chết. Ông cho biết thực tế đập Tam Hiệp sớm muộn gì cũng có thể tháo dỡ và việc tháo dỡ cũng rất dễ dàng, chỉ cần mở hết các cửa. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn làm điều này. Nếu nó bị tiêu diệt bây giờ, những thành tựu trước đây của nó sẽ không còn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.